Hi, xin chào bạn. Hai bé baby sốt Mỹ mới về đây. Hàng về thì nhiều lắm mà mình lấy hai bé về chân chơi thôi. Chừng nào bán hết thì mình mới lấy nữa nghe. Cỡ này thì bao hiền, bao dễ quấn, dễ chơi. Các bạn đừng lo nghe. Bạn nào thích thì liên hệ với shop nha. Ảnh thì qua shop chơi. Coi hai bé luôn. Đó, rất là hiền. Khi mà mua sốt Mỹ bên shop á, thì sẽ được tặng một bịch cỏ nén, một bịch cỏ khô với một cái nhà ngũ trứng nha. Quà tặng nè, đồ ăn nhà ngũ là có đủ cho mấy bé luôn. Chào hai bé lần nữa đi rồi mình bye các bạn. Đó là sốt Mỹ được cái, bé này bé cái. Đây kìa bé được đây. Tiền tiền. Ok. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của Bé Shop nha. Thích chơi bé gì cứ đặt hàng Bé Shop. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Mời các bạn đi con. Đúng không con? Bye.